xanh hôm nay xuân trời. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thân thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi như chưa qua năm sau đám cưới liền tay có ngày mùng hai. Em mời em ở đầu anh đang chào cao quá rất giàu luôn. Ngày đi ta sang nhậu ta xa to thật khó đâu muốn. Thăm thiên sẽ mặn nồng yêu thương lắm anh mong. Để thì còn chừng chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau đi ta không ai nói thật lời. Thăm thiên em như đang một tim mất tự kỷ. Từ chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Để không nhận ra em cứ chi phải lo. Sẽ hướng dẫn các bạn đệm hát bài rồi tới luôn. Bài này các bạn sử dụng kẹp cabo, mình kẹp vào ngang đàn thứ nhất là mình sẽ hát bằng với tông của ca sĩ luôn nha. Đầu tiên mình sẽ đến với phần hợp âm, sau đó sẽ đến với phần đệm hát nhé. Rồi mình sẽ có hợp âm mi thứ, ký hiệu là chữ EM. Hợp âm la thứ, ký hiệu là AM. Hợp âm re trưởng, ký hiệu là chữ D. Hợp âm son trưởng, ký hiệu là chữ G. Hợp âm đô trưởng, ký hiệu là chữ C. Hợp âm pha thăng thứ, ký hiệu là chữ F thăng M. Hợp âm C7, ký hiệu là chữ B7. Ở cái đoạn đầu tiên thì các bạn sẽ đánh công thức như sau. Móc, móc đập, móc, móc đập. Thì móc ở đây là các bạn sẽ móc tất cả các dây. Đó, mình móc 4 dây đàn này lên cùng một lúc. Rồi mình sẽ đánh hai cái móc liền kề luôn nè. Móc, móc, xong rồi đập. Đó, co tay lại mình đập vô dây đàn như vậy. Móc, móc đập, móc, móc đập. Các bạn đánh y chang cái nhịp ở dung đọc luôn nha. Móc, móc đập, móc, móc đập. 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 Ví dụ bạn nào mà mình không có móc được 4 dây thì các bạn có thể móc 3 dây dưới này cũng được ha. Đó, rồi mỗi hợp âm các bạn sẽ đánh công thức này là một lần ha. Mi thứ nè. Móc, móc đập, móc, móc đập. Đó, sau đó chuyển qua hợp âm tiếp theo và mình lại đánh lặp lại từ đầu công thức. Móc, móc đập, móc, móc đập. 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 Có cái hợp âm C7 á, thì các bạn sẽ đánh lặp lại 2 lần công thức cho hợp âm C7 nha. Rồi bây giờ mình vô câu hát nè, các bạn xem hợp âm đứng trước chữ nào thì đến chữ đó mình sẽ chuyển hợp âm nha. Đang ung dung trên trời, đẹp mây xanh hôm nay xuống trời. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhìn thanh thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi như cho qua năm sau đám cưới lành tay có ngày mùng hai có ai đi. Rồi qua tới đoạn thứ hai thì các bạn có thể tiếp tục sử dụng công thức này luôn cũng được. Hoặc là mình có thể thay đổi đi, mình đánh là. Rồi mình sẽ quạt như vậy. Xuống, 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 đập, xuống, xuống. Xuống, 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 đập, xuống, xuống. Rồi làm nhanh nè. Xuống, 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 đập, xuống, xuống. Thì để nghe nó hay hơn chút á, thì cái xuống đầu tiên á, các bạn có thể quạt xuống 2 dây trên thôi nè. Xuống nè. Xong rồi hai cái xuống tiếp theo thì các bạn sẽ quạt xuống 2 dây dưới. Đó, 2 hoặc 3 dây dưới đều được ha. Xuống, 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 đập, xuống, xuống. Rồi sau khi đập xong ha, thì lại tiếp tục một cái xuống là vô 2 dây trên. Xong cái xuống cuối cùng là vô 2 dây dưới. Đó, thì các bạn quan sát lại cái tay vô nè. Xuống, 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 đập, xuống, xuống. Xuống, 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 đập, xuống, xuống. Còn nếu mình thấy như vậy rối quá thì các bạn cứ quạt xuống hết 4 dây luôn cũng được. Xuống, 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 đập, xuống, xuống. Đó, còn mình thích chia ra thì mình chia ha. Xuống, 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 đập, xuống, xuống. Rồi, mỗi hợp âm mình cũng đánh một lần công thức này luôn nè.
xuống 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 đập xuống 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 đập xuống 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 đập xuống 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 đập xuống xuống. Là ở cái chỗ này các bạn muốn chuyển đoạn giống như Dung á thì mình sẽ đánh hết, vẫn đánh hết một công thức cho cái hợp âm C7, xuống 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 đập xuống xuống. Sau đó các bạn sẽ quạt hai cái xuống nhấn 1 2, rồi sau đó mình sẽ lấy tay mình bít cái dây lại như vậy 1 2. Mình bít ở đây có nghĩa là các bạn chỉ cần đặt cái tay vô dây thôi, sau đó mình sẽ quạt vô dây cũng hai cái 1 2. Như vậy là tại cái C7 là mình sẽ đánh như vậy, xuống 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 đập xuống 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 xuống. Bốn cái xuống đằng sau, trong đó có hai cái xuống thì mình giữ vô dây 1 2. Rồi hai cái xuống sau thì mình bịt dây lại 3 4. Xuống 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 đập xuống xuống 1 2 3 4. Đó, cho xong rồi mình sẽ chuyển qua phần tiếp theo. Đây Dung chuyển cho các bạn xem nha. Về thì còn trường chờ chi nữa, về mình bên nhau. Đó, trong lúc các bạn bít dây, các bạn quạt hai cái xuống thì các bạn sẽ hát nối xuống cái đoạn dưới là ngày mình bên nhau dây thơ hồng. Đúng không? Vô làm lại lần nữa nha. Về thì còn trường chờ chi nữa, ngày mình bên nhau dây thơ hồng. Đó, rồi qua tới đoạn tiếp theo thì các bạn sẽ quạt công thức quạt disco ha. Mình sẽ quạt như sau. Xuống lên chặt lên, lên chặt lên. Thì ở đây Dung sẽ nói về cái kỹ thuật chặt ha. Cái kỹ thuật này Dung có hướng dẫn ở rất là nhiều clip rồi á. Ví dụ các bạn có thể xem một cái clip Dung nói cũng rất là kỹ, đó là bài Đêm Trung Thu. Chặt tức là các bạn sẽ đập vô dây đàn nhưng mà theo hướng từ trên xuống dưới, giống như các bạn quạt xuống như vậy nè. Nhưng mà thay vì mình quạt xuống bình thường thì mình sẽ chà thêm cái phần tay này vô dây đàn như vậy. Đó, để nó bít cái tiếng dây lại, không cho nó kêu ha. Thì mình sẽ làm cái móng tay và cái phần này song song xuống cái dây đàn cùng một lúc. Các bạn cứ quăng nguyên cái tay mình vô như vậy nè. Mình quăng vô, sau đó nhớ là cái móng phải đi lướt qua dây như vậy. Đó, mình đi lướt qua dây. Nếu mà các bạn để cái móng đi xuống trước, xong cái này đi xuống sau á, thì nó sẽ bị nghe cái tiếng dây. Đó, như vậy là sai ha. Mình phải làm sao mà cái này với cái này mình xuống được cùng lúc để nó bít cái dây lại. Mình cứ quăng hết cái tay vô thôi. Đó, mình chú ý cái móng nó đi, nó chạm trúng dây là được. Còn cái móng nó chạm trúng dây nào cũng được hết. Ví dụ nó có thể chạm trúng hai dây dưới hoặc là hai dây giữa. Né dây 4 ra ha. Cái dây 4 nó thường làm cho cái móng tay mình nó bị vướng lại, cho nên là mình lúc mình quạt mình né dây 4 ra cũng được. Đó, rồi làm lại công thức nè. Xuống lên chặt lên, lên chặt lên. Xuống lên chặt lên, lên chặt lên, xuống lên chặt lên. Lên chặt lên, xuống lên chặt lên. Lên chặt lên, xuống lên chặt lên. Lên chặt lên. Ok, làm liên tục mỗi hợp âm các bạn đánh một lần công thức ha. Mì thứ trước nè. Xuống lên chặt lên, lên chặt lên, xuống lên chặt lên. Lên chặt lên, xuống lên chặt lên. Lên chặt lên. Làm lại lần nữa nha, mì thứ nè. Rồi giờ Dung cô hát nha. Dung sẽ nối lại từ cái câu cuối cùng của đoạn trên xuống nhé. Vậy thì còn trường chờ chi nữa, ngày mình bên nhau dây thơ hồng là nối thành đôi. Anh thiếu em như đêm lúc khi mắt tới đôi. Buổi chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đang không đang bao em cũng chỉ phải lo vì mình thương nhau. Ok, cái C7 chỗ này là các bạn sẽ quạt xuống, một là lặp lại hai lần công thức. Xuống lên chặt lên, lên chặt lên, xuống lên chặt lên, lên chặt lên. Hai là các bạn sẽ đánh một lần công thức thôi. Còn cái lần thứ hai các bạn sẽ quạt xuống liên tục giống như Dung hồi nãy á. Xuống lên chặt lên, xuống 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 xuống. Đó, mình quạt xuống liên tục. Xong rồi các bạn có thể làm cái động tác bít dây lại. Ha, có ví dụ không làm được cái bít dây này thì thôi mình cứ quạt xuống liên tục thôi. Nơi không đang đợi em cũng chỉ
Rồi tới đoạn tiếp theo là cái đoạn hò, thì chỗ này các bạn có thể quạt xuống liên tục thôi nè. Đó thì cái này dung quạt là xuống 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 xuống. Nói chung là các bạn cứ chỉ quạt xuống thôi ha. Còn cái nhịp các bạn có thể đi giống dung cũng được, hoặc là mình đi theo một cái kiểu đánh khác cũng được. Xuống 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 xuống. Sau đó đến cái vết 2 thì các bạn lại quay trở lại đánh cái công thức giống như đầu bài luôn. Móc, móc đập, móc, móc đập, móc, móc đập, móc, móc đập. Cái vết 2 này thì Dung không có nhớ rõ giai điệu lắm. Em nè, em có muốn đi về làm dâu, đừng có bắt anh phải buồn rầu. Đó, đại khái là như vậy. Cũng mỗi hợp âm các bạn đánh một lần công thức này giống như là cái đoạn đầu tiên luôn, vết 1 luôn á. Ok, như vậy là hết clip rồi đó. Chúc các bạn tập thật là tốt nha. Bye bye.